Hai con muỗi đang bay thì gặp nhau hỏi chuyện. Này, sao mày bay đánh võng ác thế? Chẳng chịu bật xi nhan gì cả. Ừ, tại tao vừa hút phải một thằng cắn thuốc lắc trong động karaoke. Mà mày cũng tổ lái, có kém đếch gì đâu, toàn vượt phải, bấm còi inh ỏi. Thì tao cũng vừa chích phải một thằng sốc thuốc xì ke, phê lòi mắt đi. Hai con đang vừa bay, vừa chém gió, thì gặp phải một con khác bay lảo đảo tới, lượn lờ như Messi rê bóng. Choáng quá, hai con bay lại hỏi, mày tiêm phải thằng nào mà lắc ghê thế? Ừ, tao tiêm phải một thằng sinh viên. Sinh viên sao? Nó nghiện hút gì à? Không không, nó đói hạ đường huyết. Liên đới, Khổng Tử có một người học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất. Học được vài năm, Mỗ xin về nước vì tưởng rằng đã học hết đạo của thầy. Tử Cống thấy vậy mới hỏi, người ấy về nước rồi làm quan có sao không? Khổng Tử rung đùi đáp, không sao. Rồi lại hỏi tiếp, vậy làm tướng có được không? Khổng Tử vuốt râu đáp, được. Rồi lại hỏi tiếp nữa, thế nhỡ về làm giặc thì sao? Khổng Tử vừa ngáp vừa trả lời, cũng không hại gì. Bấy giờ Tử Cống mới yên tâm mà thủng thẳng nói, nghe nói Mỗ xin về nước chỉ để làm thầy. Khổng Tử vừa nghe câu đó bỗng giật bắn mình, thế là chân không kịp xỏ giày, áo không kịp cài khuy, vội vàng lao ra cổng chạy như hớt hơ hớt hải. Học trò đuổi theo hỏi, thầy, thầy chạy đi đâu? Khổng Tử vừa chạy vừa đáp, sang ngay nước Đằng. Học trò lại hỏi, sang nước Đằng để làm gì? Khổng Tử vẫn vừa chạy vừa trả lời, sang ngăn không cho tên Mỗ làm thầy. Hắn có làm quan thì cùng lắm chỉ hại đến một ấp, làm tướng cũng chỉ hại đến một thành, thậm chí có làm giặc cũng chưa chắc đã hại nổi ai. Nhưng nếu hắn làm thầy thì sẽ hại đến muôn đời, ngay cả ta cũng khó mà tránh khỏi liên đới. Thấy ông con trai có vẻ lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ườn, chẳng chịu lấy vợ, ông bố bèn khuyên nhủ, con đã gần 40 rồi đấy, lấy vợ đi, kẻo sau này ăn cơm xong muốn xỉa răng cũng không có người lấy tăm cho đâu. 40 năm sau, chàng trai ngày ấy nay đã thành ông già 80 tuổi, nằm ôm đầu, bông nhét chặt vào hai lỗ tai. Xung quanh, lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa đá bóng ở phòng ngoài. Ông thầm than thở, ôi, chỉ vì một cái tâm mà thân ta khốn khổ thế này đây. Hai vợ chồng nọ có cậu con khoảng 3 tuổi, gia đình chật chội không có phòng riêng cho con, nên đã để con ngủ chung với cha mẹ. Một hôm, vợ chồng chờ con ngủ xong rồi lấy mền trùm cho thằng nhỏ lại và làm chuyện ấy với nhau. Được một hồi, ông chồng hỏi vợ, cho ra được chưa em? Dạ, được rồi, anh ra đi. Đột nhiên thằng cu cựa mình và nói, cho con ra trước, nóng quá, con không chịu nổi. Trong bàn nhậu, một anh chàng đã ngà ngà tự khai, vợ chồng mình hồi đó ăn cơm trước kẻng. Anh thứ hai thì bảo, tớ thì lại ăn phở trước kẻng. Còn anh chàng thứ ba chưa vợ cũng góp chuyện, mình cũng mới ăn hôm qua, vẫn chưa biết là cơm hay phở. Xét nghiệm, người chồng bị đau lưng, đi viện khám,
Bác sĩ yêu cầu hôm sau đến xét nghiệm nước tiểu nên về làm một lọ để vào góc nhà và dặn con, không được đụng vào của bố đấy nhé. Vợ đi làm về vô tình đá đổ, con trai kêu, ôi trời, bố đánh chết đấy mẹ ơi. Vợ sợ chồng nên làm một lọ khác của mình để vào đó. Hôm sau, chồng lấy đi xét nghiệm và được kết quả có thai 3 tháng. Về nhà, anh ta chửi vợ, đã bảo mày nằm dưới mà mày không chịu nằm. Mày bắt ông nằm dưới nên bây giờ ông bị chửa rồi. Tuổi trưởng thành của bố. Cậu con vừa cất lời xin tiền, ông bố bực mình liền mắng. Con lớn rồi mà chẳng biết suy nghĩ cho bố mẹ gì cả, suốt ngày chỉ biết xin tiền thôi. Ông bố tiếp tục chỉ trích. Bố ấy à, từ hồi biết suy nghĩ đã không tiêu của ông bà nội một đồng lẻ nào, chứ đừng nói là xin tiền suốt ngày như con. Nghe bố mắng vậy, cậu con cúi gằm mặt xấu hổ một hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì đó, thằng bé ngước mắt hỏi, bố ơi, thế bố biết suy nghĩ từ khi nào đấy hả? Cậu con hỏi bí, làm bố lúng túng, may ông nội ngồi gần đấy đỡ lời, khoảng gần 40 tuổi đấy, cháu à. Tiền thiếu. Chồng vừa chết, vợ rước thầy về cúng. Sau khi làm lễ xong, thầy bắt đầu tụng kinh. Nam mô A Di Đà Phật, mong vong hồn chồng của thí chủ siêu thoát về nơi Tây Ninh cực lạc. Khi nghe tụng đoạn này, người vợ bỗng khóc òa lên. Thầy cúng mới hỏi, tại sao mà chị lại khóc? Chị vợ lau nước mắt nói, sao thầy không khấn cho chồng con về Tây Thiên mà chỉ tới Tây Ninh thôi vậy? Thầy cúng đáp, mong thí chủ thông cảm, tiền cúng có 100.000, bấy nhiêu thôi, chỉ đến Tây Ninh, còn đến Tây Thiên thì không đủ đâu. Sợ vỡ mật. Hai người cùng sợ vợ lâu ngày thành bệnh, một người khạc da đờm đỏ, một người thì khạc da đờm xanh. Họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo, đờm đỏ may còn hy vọng, chứ đờm xanh thì chịu, không sao chữa được nữa, nên về mà lo hậu sự đi thôi. Cả hai cùng hỏi thầy, sao đờm xanh đờm đỏ lại khác nhau như thế? Thầy nói, đờm đỏ tự phổi ra, họa còn có phương cứu chữa, chứ đờm xanh là mật vỡ mất rồi, còn chữa thế nào lành được. Thơ vui, con gái người ta. Trong nhà hai đứa con dâu, một đứa chăm mẹ ốm đau đỡ đần, chẳng khen khuyến khích một lần, lại còn cáu gắt cằn nhằn khó nghe. Đứa kia sống ở xa quê, mẹ cha đau ốm chẳng về hỏi thăm. Tết đến gửi mẹ mấy trăm, lại khen ríu rít cười nhăn mặt mày. Chớ trêu khi cuộc sống này, con dâu gần gũi hàng ngày chăm ta, lại không bằng đứa ở xa, quanh năm chẳng biết mẹ cha thế nào. Mưa dầm sánh với mưa rào ướt đất, mưa nào thấm sâu. Người bên ta lúc ốm đau, nghèo nhưng hơn cả người giàu phương xa. Đỗ. Dịch Covid, kinh tế khó khăn nên thỉnh thoảng mình vẫn chạy xe ôm kiếm thêm. Có ông khách gọi xe từ đường Hồng Hà đến phố Cầu Giấy. Đang chạy đến phố Hàng Đậu thì ông khách ngồi sau hét to, đỗ đây, đỗ đây. Mình giật nảy mình phanh khự phát giữa đường. Ông khách vỗ vai rồi thò tay lên vẫy vẫy, ra hiệu cứ đi tiếp. Vừa vít ga đến giảng võ thì lại, đỗ đây, đỗ đây. Mình lại giật mình phanh gấp, ông khách lại vỗ vai rồi thò tay lên vẫy vẫy, ra hiệu cứ đi tiếp. Đúng đến Láng Hạ thì lần thứ ba lại,
đỗ đây, đỗ đây. Mình tấp mẹ xe vào lề đường, tắt máy xuống xe rồi bảo: ông giỡn với tôi đấy à? Cứ đi được một đoạn, ông lại bảo đỗ, xong lại bảo đi, thế là thế nào? Ông khách không thèm đáp trả, đứng trên vỉa hè tiếp tục nói chuyện điện thoại. Lúc sau cúp máy, ông ta mới bước đến chỗ mình, vừa cười vừa nói: anh thông cảm, hôm nay em có nhiều cuộc điện thoại quan trọng quá. Điện thoại thì liên quan gì đến việc ông bảo tôi đỗ, xong lại bảo tôi đi? Em có bảo anh đỗ đâu ạ. À? Mỗi lần em nghe điện, anh lại cứ cẩn thận phanh lại, thì em ra hiệu là không cần, cứ đi đi, em vẫn nghe được mà. Thì ông bảo đỗ đây mà. Vâng, thì em tên là Đỗ, nên đầu dây kia hỏi thì em phải trả lời đỗ đây mà. Bố tiên sư nhà anh Đỗ đau hết cả tim, lần sau đi tiếp thì lại gọi xe ôm này nhé. Lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy, sau nhiều lần chỉ đi chơi quanh quẩn trong công viên, hôm nay anh đưa mình đến một nơi đặc biệt, nơi mà đứa con gái hiền lành chất phát như mình chưa bao giờ nghĩ sẽ bước chân vào đó. Nhưng thôi, cứ e ấp giữ gìn mãi cũng chả để làm gì, cứ thử một lần cho biết mùi đời. Một nhân viên ăn mặc lịch sự đưa tụi mình vào phòng, máy lạnh đã bật sẵn. Mùi nước hoa thơm nức, mình ngơ ngác nhìn những chùm đèn, những bình hoa sang trọng, rồi cả chiếc phản. À không, chiếc giường thì đúng hơn, trải thảm mịn như nhung, tất cả đều rất lạ lẫm đối với một cô bé nhà quê. Sự sang trọng khiến mình bỡ ngỡ, vừa hồi hộp, khấp khởi chờ đợi một sự trải nghiệm thú vị cùng anh sắp diễn ra. Anh hiểu sự lúng túng của mình, cái lúng túng của một cô gái nhà lành lần đầu tiên bước vào chốn ăn chơi. Anh cười vẻ bí hiểm và an ủi mình đừng quá lo lắng, vì đây là lần đầu tiên mình chưa quen, nên mọi thứ hãy cứ để anh tự chủ động. Anh lấy bao đeo một cách rất nhẹ nhàng, tỏ rõ sự dày dặn kinh nghiệm của một người từng trải. Mình không ghen tị vì chuyện đó, mà trái lại, anh càng từng trải thì càng giúp mình có được trải nghiệm thú vị. Mình tò mò, hai tay sờ thử hai viên bi để xem nó cứng mềm thế nào, vì đã bao giờ được đụng vào nó đâu. Thậm chí còn chưa một lần nhìn tận mắt nữa là. Anh lại cười, không biết là cười giễu cợt hay là điệu cười thương hại một cô bé quê mùa. Thôi kệ, mình chả thèm nghịch nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Bản tính tò mò lại nổi lên, mình không thể cưỡng lại. Anh vừa giơ cần ra thì mình vồ ngay lấy xem thử. Ôi, cái cần vừa to vừa dài thẳng đuột thế này thì xoay sở như thế nào nhỉ? Mình sờ cái cần cứng đét, vừa nghĩ như sắp chợt nghĩ dại. Chẳng may anh đâm nhầm một cái thì chắc là đau lắm đây. Nghĩ rồi, tự mình cười khúc khích. Anh đâu phải lần đầu đâu mà tự dưng mình lại nghĩ ngố như thế cơ chứ. Vuốt ve cây gậy một hồi lâu, rồi mình để cho anh tự do thể hiện. Anh thò ra thụt vào mấy lần rồi chọc nhẹ nhẹ, ra vẻ kinh nghiệm lắm. Rồi mình hồi hộp dõi theo và chờ đợi đến màn hấp dẫn hơn. Có vẻ như anh muốn đùa cợt mình hay sao mà chưa muốn cho ngay vào lỗ. Mình thì sốt ruột, anh thì lại càng như muốn kéo dài thời gian với vẻ đầy khiêu khích. Cứ chọc nhẹ một cái rồi lại xoa xoa, day day cái đầu gậy. Rồi lại cúi xuống nheo mắt nhòm, rồi lại khom khom người chọc nhẹ một cái nữa. Cứ nhẹ nhẹ mãi thế này thì chả có gì thú vị cả, mình nghĩ ngợi vậy. Như hiểu được sự sốt ruột của mình, bất thình lình anh chọc một phát rõ mạnh, khiến mình giật thót. Mình như muốn hét lên vì sung sướng. Trúng rồi, vào rồi anh ơi, giỏi lắm anh yêu ạ. À. Được sự động viên, anh hứng thú chọc liền tù tì mấy phát. Phát nào cũng chính xác vào lỗ. Xong cao trào,
anh ngồi giải lao với vẻ rất mãn nguyện và hãnh diện. Mình sung sướng lắm, nhưng chỉ biết nghịch bi và chơi với cái cần dễ thương để chờ đợi anh tiếp tục. Lần đầu chưa quen, tuy không cảm nhận được nhiều, nhưng thấy anh thỏa mãn là mình vui rồi. Có lẽ từ giờ mình sẽ đến đây cùng anh thường xuyên hơn, luyện nhiều hơn để bắt nhịp cùng anh. Chắc là môn VR này cũng không khó chơi lắm. Bác sĩ tương lai đi xin việc. Hai sinh viên đại học y vừa mới tốt nghiệp đến xin việc làm tại một bệnh viện đa khoa của thành phố. Giám đốc bệnh viện phỏng vấn sinh viên thứ nhất. Nếu một bệnh nhân bị ong đốt đến khám thì anh sẽ xử lý như thế nào? Sinh viên thứ nhất trả lời, tôi sẽ bôi thuốc xanh tê len vào vết đốt và cho bệnh nhân uống thuốc phù nề. Giám đốc bệnh viện nghe thế liền nói, anh cứ về nhà chờ, có tin gì chúng tôi sẽ thông báo sau. Giám đốc bệnh viện phỏng vấn sinh viên thứ hai cũng với câu hỏi y như sinh viên thứ nhất vậy. Sinh viên thứ hai trả lời, thưa giám đốc, với lương tâm và trách nhiệm, tôi sẽ cho bệnh nhân đo huyết áp, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm phân, đo mật độ xương, chụp X-quang, cộng hưởng từ, điện tâm đồ, điện não đồ, siêu âm ổ bụng, nội soi trực tràng, đại tràng, hoành tá tràng, kể cả sinh thiết nếu cần, với phác đồ điều trị ít nhất là một tháng. Giám đốc bệnh viện chìa tay ra bắt, xin chúc mừng, anh trở thành bác sĩ của bệnh viện ta. Tiền và vợ. Chỉ có tiền mới hiểu bồ thương ta nhường nào, chỉ có vợ mới biết tiền lương ta là bao. Những ngày chưa kịp khao, bồ dạt dào thương nhớ. Những lần lương bị hao, lòng vợ đau rạn vỡ. Nếu từ giã tiền rồi, bồ cũng bay theo gió. Nếu phải cách xa lương, vợ chỉ còn bão tố. Sang ngay, có tiếng gõ cửa, chủ nhà chạy ra mở. Cháu đấy à, vào đi, nào, cháu cần gì nào? Dạ, bố cháu muốn mượn bác cái mở nút chai. Mắt ông ta sáng lên, nút chai à? Về nhà đi, nói với bố, chuẩn bị thêm cái chén nhé, bác sẽ tự tay mang sang bây giờ. Alo, bác sĩ à, dạo này em hay đau bụng, không biết đau dạ dày hay ruột thừa nữa, chắc mai bác khám giúp em nhé. Em có đi nhậu không đây? Dạ, nhậu ở đâu là em đến luôn à? Ý tôi hỏi là em có nhậu không? Dạ có ạ, anh ở đâu để em đến, có cần đem thêm rượu không? Tiền sư mày, tao hỏi mày có nhậu không? Thì anh cứ nói ở đâu là em đến ngay mà. Tao lại mày, ăn gì để tao còn cúng. Đều giống bố. Một bà mẹ có 5 cô con gái. Một hôm, chúng hỏi mẹ, mẹ ơi, chúng con giống bố không ạ? Cả 5 đứa mày đều giống bố cả, giống y như đúc ý. Thế tại sao 5 chị em chúng con chẳng đứa nào giống đứa nào cả hả mẹ? Thế chúng mày cứ tưởng bố chúng mày giống nhau hay sao? Hãy quý trọng những người thường xuyên chửi bạn. Đó là người chấp nhận những điều xấu xa nhất từ bạn. Đó là người khiến cho bạn lúc nào cũng phải cố mãi cố nữa. Đó là người cho bạn biết thế nào là sai, thế nào là đúng. Đó là người vực bạn dậy những lúc bạn khó khăn nhất. Đó là người thật tâm muốn bạn tốt hơn. Đó là người giúp bạn không màng lợi lộc gì. Bạn nên có một người chửi mình trong đời. Trong cuộc sống tấp nập, hiếm lắm mới có người thật tâm mong bạn đi từ sai đến đúng. Hãy trân trọng họ.
Giải quyết mọi thắc mắc, sau giờ địa lý, thầy hỏi, em nào còn thắc mắc về bài giảng hôm nay không? Thì cứ ra câu hỏi. Một học sinh giơ tay, thưa thầy, vì sao trái đất lại quay quanh mặt trời ạ? Thầy cười hóm hỉnh đáp, thế mới tài, còn gì nữa không? Dạ thôi ạ. Hạnh phúc bất ngờ, một gã viên chức quèn được ông chủ công ty sai đi mua quà sinh nhật cho vợ ông ta. Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ về cảnh đời bất công. Vợ ông chủ là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp, không phải làm việc gì mà suốt ngày chỉ ăn diện, đi siêu thị mua sắm, hoặc thỉnh thoảng sánh vai cùng ông chủ đi dự tiệc, hoặc đi du lịch khắp thế giới. Trả bù cho vợ của hắn vừa già vừa xấu, suốt ngày lam lũ, miệng thì cằn nhằn lúc nào cũng hoạnh hắn tiền tiền. Mặc dù hắn đưa hết cả tiền lương hàng tháng cho vợ, mà lạ thật, tại sao mụ ấy biết đến từng xu tiền thưởng của hắn như là có mật thám theo dõi ấy? Nếu hắn không đưa, thì thế nào hôm sau đi làm cứ phải giải thích với đồng nghiệp về vết tím khối u. Đến siêu thị, hắn bước vào quầy mỹ phẩm mua một lọ nước hoa hào hạng với giá 500 USD, theo lời dặn của ông chủ. Cô bán hàng xinh đẹp, ăn nói khéo và có duyên cứ tán hắn mua thêm một lọ nước hoa rẻ tiền để tặng vợ. Vì hắn đã chót khai thật với cô bán hàng là mua lọ nước hoa kia cho ông chủ. Cả nể cô bán hàng quá, nhưng hắn nào có tiền. Chợt nhớ tới khoản thưởng mới nhận lúc đầu giờ còn trong túi. Thế là hắn móc ra mua một lọ 50 cent. Chiều về với đôi chân nặng trĩu vì đã chót mua lọ nước hoa, bây giờ không biết giấu vào đâu. Rồi gã không biết giải thích với vợ món tiền thưởng bị xà xẻo. Đến cửa, chưa kịp bước vào, hắn đã nghe tiếng gào thét mắng mỏ con cái, chó mèo của vợ. Hắn càng run tợn. Thành thử, hắn định đánh liều tặng vợ lọ nước hoa, nhưng không dám. Vào nhà, hắn cứ len lén nhìn vợ, tay cầm lọ nước hoa giấu sau lưng. Nhưng không qua được con mắt mật thám của mụ vợ. Bỗng hắn giật bắn mình vì tiếng quát của vợ. Này, giấu cái gì đấy? Đưa đây! Hắn không còn hồn vía nào nữa. Một tay thì đưa lọ nước hoa, một tay thì đưa lên che mặt để đỡ một cái tát của vợ. Không ngờ vợ hắn lại ôm hắn, òa lên khóc nức nở. Hu hu! Anh vẫn còn nhớ, hôm nay là sinh nhật của em à. Trường hợp cá biệt, con trai hỏi bố, trong trường hợp nào thì người ta gửi thư đến cho nhau hở bố? Người bố đáp, đó là khi người ta ở cách xa nhau, muốn trò chuyện, tâm sự hoặc có việc phải liên hệ với nhau đấy con ạ. Thế sao các cô, các chú trong cơ quan của bố ngày nào cũng đi làm với bố mà thỉnh thoảng lại mang phong bì đến cho bố vậy ạ? À, đó là trường hợp cá biệt con ạ. Bác tiểu phu và thần chết. Một bác tiểu phu hàng ngày vào rừng đốn củi đem xuống chợ bán để mua gạo sống qua ngày. Ngày càng lớn tuổi, sức khỏe yếu dần, nhưng vì chỉ có một mình nên phải cố gắng làm việc để nuôi thân. Một bữa nọ, bác tiểu phu lom khom vác bó củi về nhà, mồ hôi ròng ròng, thân thể rã rời, bước đi loạng choạng. Bác đặt bó củi xuống đất than vãn, mệt chết đi được, làm gì mà khổ thế này, thần chết đâu, sao không mang ta đi cho rảnh nợ. Ước gì được nấy, tự nhiên thần chết hiện ra hỏi, lão kia, có phải lão mới gọi ta không? Bác tiểu phu sợ quá, không muốn chết,
liền lắp bắp thưa: "À không, tôi chỉ muốn nhờ ngài giúp tôi đưa bó củi này lên vai giùm tôi thôi." Rốt cuộc, ai cũng nói muốn chết, nhưng ai cũng sợ chết. Ham cá độ, phụ huynh lo lắng đề nghị thầy hiệu trưởng răn đe để con mình chừa cái thói ham cá độ. Tuần sau, có cú điện thoại cho ông bố: "Tôi vừa dạy cho thằng nhóc một bài học đắt giá về cá độ rồi đấy." "Ôi, vậy sao? Thầy làm tôi tò mò quá. Chả là hôm nay nó dám bảo bộ râu của tôi là giả. Tôi ra giá 5 bảng, cu cậu cắn câu ngay. Thế nó có đòi kiểm tra râu của ông không?" "Có chứ, tôi cho nó giật thoải mái, sau đó phải tỏi ra 5 bảng. Chắc là cu cậu cạch đến già. Thôi thôi, chết tôi rồi, sáng nay nó cá 10 bảng với tôi là sẽ tìm được cách giật râu của ông." Ra mắt nhà vợ. Hôm qua, em được bạn gái dẫn về ra mắt gia đình. Cảm giác nó hồi hộp lắm các bạn ạ. Vào đến nhà, nhìn thấy bố bạn gái đang nghiêm nghị ngồi đấy mà run hết cả người. Ngồi giới thiệu xong cái tên, tuổi và nghề nghiệp thì chả biết nói chuyện gì cũng buồn. Nên nhìn thấy nhà bạn gái làm bằng gỗ đẹp quá nên khen ngay: "Bác làm được căn nhà gỗ đẹp thế. Bằng này gỗ quý thì chắc lâm tặc phải cưa lâu lắm đấy bác nhỉ. Nhà này mà cháy chắc khó dập lắm." Hai, mình đã mở lời như thế mà mặt bố vợ tương lai lại hầm hầm chả bảo gì. Ngồi một lúc thì bố vợ tương lai hỏi mình: "Thế bây giờ đi trên đường người ta đánh rơi một túi tiền và một túi đạo đức thì cậu nhặt cái túi nào?" Mình nhanh nhảu đáp: "Dạ, tất nhiên là phải nhặt túi tiền rồi ạ." Ông bố vợ tương lai mặt hầm hầm nói: "Đấy, tôi biết ngay mà. Các anh trẻ tuổi thì chỉ quan tâm đến tiền thôi, không coi trọng đạo đức gì cả. Tôi là tôi sẽ nhặt ngay cái túi đạo đức." Mình phải chống chế ngay: "Dạ, cháu thì chỉ nghĩ ai thiếu cái gì thì nhặt cái đấy thôi ạ." Mỗi thế thôi mà ông ấy không thèm nói gì với mình đến tận bữa ăn. Vào bữa, chắc gia đình bạn gái ít nói nên chả ai mở lời. Mình phải phá tan bầu không khí bằng cách khen mẹ vợ tương lai làm món ăn ngon: "Món dưa này của bác đặc biệt quá. Dưa khú này mà đem nấu với cá chê thì ngon tuyệt vời đấy ạ." Mà lạ thật, mình khen mà chả thấy mẹ vợ tương lai vui vẻ gì cả. Ăn xong cơm rồi thấy mẹ vợ nằm võng, bố vợ chán bỏ vào chơi game, còn các em của vợ tương lai lại xem tivi, chả ai nói chuyện với mình nên mình đành phải đi về. Tính mình vốn kiệm lời, lại thích nói ngắn gọn nên chào: "Cô nằm, bác chơi, các em xem, cháu đi về ạ." Ra đến cửa mới sực nhớ ra là quên cái mũ để ở ghế, lại nhanh mồm nói: "Cháu quên cái mũ, tí thì mất." Bố vợ bảo: "Anh để đấy, mai quay lại vẫn còn, chứ ai lấy của anh làm gì?" Mình đáp: "Dạ, thời buổi này không tin được bố con thằng nào đâu bác ạ." Ra dắt xe, con chó nhà vợ sủa ầm lên, mình đá cho nó một phát rồi quát: "Tao tách cả nhà mày ra cắn tao đấy." Từ hôm tối qua đến giờ không thấy vợ tương lai gọi điện nhắn tin gì cả. Chắc là đang bàn ngày cưới với bố mẹ các bác ạ. À, em hồi hộp quá. Thầy giáo ra đề tập làm văn, em hãy kể lại một câu chuyện cảm động mà em đã đọc hay tận mắt chứng kiến. Khi xem bài, thầy liền hỏi Tôm: "Tại sao bài viết của em có nhiều chỗ bị nhòe mực vậy hả?" "Dạ, nước mắt của mẹ em đấy ạ." Thầy giáo cười: "Một câu chuyện bịa đặt vụng về, viết dở như thế mà mẹ em đọc cũng rơi nước mắt được hay sao?" Tôm trả lời: "Dạ, vì mẹ em khóc vì tiếc tiền của mẹ em đã bỏ ra cho em học thêm môn tập làm văn ở nhà thầy suốt 1 năm vừa qua ạ."
cá sậy luôn là cá to. Hồi học cấp 3, hắn có yêu cô gái khác lớp đến giải khờ, nhưng chưa một lần dám bày tỏ. Ôi, dáng nàng thướt tha, nhẹ nhàng trong tà áo trắng học trò, đôi mắt đen láy, đượm buồn, đầy gọi mời, nhưng cũng xa xăm khó gần. Mái tóc dài luôn đùa với gió. Với hắn, nàng là tiên nữ đẹp nhất trần đời. Nàng cũng cảm nhận được tình cảm đầu đời của gã trai mới lớn, nhút nhát và đáng thương. Trái tim non ưỡn của nàng cũng nhảy nhót theo ánh mắt si tình của hắn. Mối tình thầm lặng, hai ngã đơn phương trôi đi đến gần hết tuổi học trò. Người nhặt hoa rơi chờ đợi, kẻ tựa cửa sổ thẫn thờ. Một hôm, tin như sét đánh, nàng có người yêu, một gã trai ngoài đời phong trần, khéo ăn nói, ga lăng, đang ngồi gồng mình, đạp xe chở nàng qua con dốc. Đất trời như sụp đổ, hắn đau đớn, gào thét, muốn tan cả lồng ngực. Tại sao? Nàng vẫn nhìn hắn với ánh mắt cũ, nhưng thầm bảo, tại anh đó, tôi không thể chờ mãi được. Ngày ra trường, mỗi kẻ một phương trời, hắn vào Nam mang theo trái tim giò máu. Thời gian hững hờ trôi, ai cũng có vài mối tình lớn nhỏ, rồi chốt hạ bằng hôn nhân chưa vừa ý lắm. Vợ hắn không đẹp, nhưng giỏi giang, hiền lành, thương chồng con hết mực. Nhưng hắn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, nhàn nhạt sao ấy. Thỉnh thoảng lơ đãng theo khói thuốc, hắn nhớ người xưa ra diết, thầm trách nếu mình mạnh dạn nắm tay nàng thì cuộc đời đã theo hướng khác rồi. Chồng nàng khá điển trai, chỉn chu, tuy có hơi gia trưởng một chút, nhìn chung là gia đình khá lý tưởng với xóm giềng và đồng nghiệp. Nhưng nhiều khi nàng cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy. Những lúc buồn, nàng lật nhật ký học trò ra xem. Ánh mắt thư sinh nho nhã của người xưa còn phẳng phất đâu đây, làm trái tim U60 của nàng rung lên từng nhịp. Giá như cuộc đời mình hạnh phúc hơn nhiều, được yêu đúng nghĩa, không phí một đời. Đúng thật, con cá sậy luôn là cá to. Một ngày đẹp trời, hắn cho số điện thoại của nàng. Run run nhấn sai tới sai lui, rồi cũng nghe tiếng phụ nữ bắt máy. Giọng hắn nấc lên từng tiếng. Alo, có phải số của Huyền đó không? Có tiếng trầm đục. Huyền đây, xin lỗi, anh cần gặp ai? Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác khó thở. Hắn ú ớ, không khác gì 40 năm trước. Là Thành đây, Thành 12C, Trần Quý Cáp ngày xưa đây. Một khoảng không thinh lặng, vài chục giây, cứ tưởng bị cúp máy, hắn thều thào. Alo, còn đó không? Nàng ngập ngừng. Nghe đây, nhớ rồi. Chứ đi đâu mà biệt tăm mấy chục năm nay. Rồi cả hai bùng nổ cảm xúc một thời. Họ hờn trách nhẹ nhàng, kể cho nhau bao kỷ niệm thời học sinh trong cảm giác luyến tiếc. Hắn hẹn gặp nàng không biết để làm gì, nàng cũng nhận lời, chẳng hiểu tại sao. Hắn vượt hơn 1.000 km ngồi chờ quán chiều tím, lòng bồi hồi khó tả. Những chiếc lá vàng chiều đầu thu rơi khẽ, hòa cùng tiếng nỉ non của ca sĩ. Chợt một ngày tóc trắng như vôi, lá úa trên cây rụng đầy, cho trăm năm về chết một ngày, buồn ảo não. Thời gian lặng lẽ đi, quán vắng hoe, chỉ thấy một bà lão lưng hơi khòm, ngồi ở góc vườn, thỉnh thoảng sốt ruột đi ra đi vào với dáng vẻ nặng nề, rồi lững thững đi ra cổng. Hắn nôn nóng, đi tới đi lui vì đã đợi hơn 4 tiếng rồi, đầu óc hắn quay cuồng, hụt hẫng. Đến bây giờ, nàng còn đùa độc ác với hắn. Hắn sẽ về và căm hận nàng đến chết. Hắn vào lại trong Nam với tâm trạng thất vọng, rối bời. Hắn day dứt, hắn đo gọi điện một lần nữa để trách và mãi mãi không nhớ tới nữa.
đầu dây bên kia cũng giọng nói đó, lớn tiếng. Anh đùa tôi. Không ngờ bao năm anh lại vẫn như vậy. Tôi đã chờ anh gần 4 tiếng đồng hồ. Tôi thủ anh đến chết. Hắn hơi choáng, nửa tin nửa ngờ. Trời, tôi chờ em gần 5 giờ chiều mà có thấy em đâu. Em ngồi chỗ nào? Nàng giận dữ. Bàn góc bên trái, từ ngoài vào đó. Hắn nhớ ra rồi, đúng là bà lão đó rồi. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Thời gian thật lạnh lùng, tàn nhẫn, cướp mất cô gái xinh đẹp của ngày xưa mà hắn ôm hình bóng lâu nay. Tiếng gõ tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường sao mà não nề quá. Hắn nói yếu ớt, tôi ngồi trong góc bên phải, cạnh hàng dâm bụt đấy. Nàng buộc miệng, có một ông già chán hói, hòm hem, đen nhẻm, đó có phải... Khoảng không yên lặng nặng nề, lạc lõng trôi qua. Hắn buông thõng rời rạc từng tiếng. À, mà thôi, có duyên mình gặp lại. Chào em. Nàng cũng chào tạm biệt, chiếu lệ theo tiếng cúp máy lạnh lẽo trong đêm. Đêm đó, hắn ôm vợ vào lòng nồng nàn, nóng hổi như đón tình yêu mới đến. Vợ hắn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Nàng cũng rúc đầu vào lòng chồng, nũng nịu như cảm giác lần đầu được làm vợ. Chồng nàng cũng ngơ ngác. Ở hai nơi xa lắc, cả hai đều có tâm trạng chung. Con cá bên mình lâu nay mới là con cá to nhất. Tìm làm gì, con cá đã sẩy. Thấy ông chồng cứ tìm thứ gì đó trên tờ giấy kết hôn, bà vợ hỏi, anh đang làm gì đấy? Không làm gì cả. Sau đó người vợ hét lên, anh đã cầm tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng ta và xem tới xem lui hơn 1 giờ rồi đấy. Ông chồng thản nhiên đáp, ồ không, không có gì đâu em yêu. Anh chỉ đang tìm xem ngày hết hạn ghi ở chỗ nào thôi mà. Thực tế buồn, người giao hoa nói, thưa bà, đây là hoa mà ông nhà đã đặt chúng tôi, chuyển đến tận nhà để tặng bà nhân ngày Valentine. Tiếng vợ tôi vọng đến nhà sau, ối giời, bố mày lương tháng 3 cọc 3 đồng, năm nay màu mè nhỉ, lại còn mua hoa tặng vợ ngày Valentine lên thiết nữa chứ, đến vài trăm chứ ít gì, để mà mua con gà mà ăn. Cả nhà phải có phải thực tế hơn không? Nói vừa dứt câu, người giao hoa quay lại. Thưa bà, tôi thành thật xin lỗi vì đã giao lộn nhà. Vợ tôi đưa bó hoa lại cho anh ta. Tôi nhìn thấy rất rõ nét buồn trong đôi mắt ấy. Đôi mắt mà chỉ mới đây thôi. Ra cái chiều phấn chấn lắm, hạnh phúc lắm. Tôi ôm lấy vợ mình rồi nói trong nghẹn ngào. Ừ em nhỉ? Để tiền đó, mua con gà ăn còn thực thế hơn em nhỉ? Vợ tôi ngước lên, mắt còn đỏ hoe. Ừ, hoa thì vài hôm cũng vứt bỏ anh nhỉ? Thất sủng 3 ngày Tết. Sầu riêng than thở với măng cụt. Chúng ta là loại trái cây sang quý. Suốt năm bao người thòm thèm. Thế mà Tết đến... lại phải chịu cảnh ra rìa, nhìn lũ quê mùa, cầu, dừa, đủ, xoài, lên ngôi, đúng thật là mất mặt mà. Măng cụt ngáp dài tự thán, ai bảo tên của chúng ta đẹp quá mà làm gì? Ở quầy hàng gần đó, hạt tiêu hóng chuyện nãy giờ, quay sang nói với hạt điều, hích, chị tưởng chỉ có chúng ta hẩm hiu, ế ẩm thôi sao? Lời bình, đời lên voi xuống chó, vô thường lắm. Nếu lúc đang lên hương mà nhớ đến thân phận của sầu riêng măng cụt, thì làm gì có chuyện chảnh như con cá cảnh. Trung và Nịnh. Hôm qua, Lưu Dung và Hỏa Thân bất ngờ gặp lại nhau ở kiếp khác sau kiếp kình địch
không đội trời chung dưới chướng Càn Long. Hòa Thân cười hề hề, Lưu đại nhân à, năm xưa tôi cũng biết đại nhân lưng cong, nhưng tâm thẳng đó chứ. Có điều giữa một triều đình lắm kẻ giỏi giang mà tôi lại chẳng có tài cán gì, nên tôi mới phải nịnh nọt Càn Long để trụ được trong triều. Hay, Lưu Dung gật gù. Ừ, thì tôi cũng biết vậy. Hồi đó tôi cũng ghét ông lắm chứ, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Hòa Thân lại tiếp. Ủa, sao lại đỡ vậy, thưa đại nhân? Lưu Dung trả lời. Chả là, ngày xưa, mỗi mình ông nịnh nên thấy lạ, thấy ghét. Còn bây giờ, nịnh tràn lan khắp cả thiên hạ. Từ đó, tôi mới ngộ ra rằng thì là, tầm xu nịnh của ông thật chẳng si nhê gì so với đám hậu bối. Hòa Thân lại tiếp. Thưa, có thật thế không đại nhân? Còn hơn thế nhiều nữa là đẳng khác cái chứ. Có đứa còn chơi hẳn cái luận án tiến sĩ mấy trăm trang về nịnh kia mà. Tiền sư nó, hôm rồi tôi vào toilet, còn nghe một thằng bảo, ôi đại nhân, ngài bận trăm công nghìn việc, vậy mà cũng có thời gian vào đây sao? Tôi nghẹn ngào nhớ đến ông, hóa ra trình độ nịnh của ông ngày ấy tưởng đã đạt đến thượng thừa, nào ngờ vẫn thua xa bọn vô lại bây giờ. Tôi nghĩ vậy nên không còn muốn oán trách ông nữa. Hòa Thân cười, cảm ơn đại nhân. Nghĩ lại năm xưa, tôi cũng có phần cố chấp. Thấy đại nhân lưng cong, kỳ dị quá, nên cũng có chút không ưa. Giờ thấy lưng cong lại là xu thế tất yếu, nhàn nhàn khắp nơi. Hôm rồi, còn có đứa là giáo viên hẳn hoi nhé. Nó tuyên bố xanh dờn rằng thì là ai cũng gù. Mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật đấy. Bố lao đến thế là cùng. Tôi tức lắm, nhưng bình tâm nghĩ thì cũng thấy có lý. Chuyện trò đến đây, cả Lưu Dung và Hòa Thân phá lên cười ha ha. Bắt tay xí xóa, mọi hiểm khích đã qua, và cùng đồng thanh hô lớn, hậu sinh thả ố. Tân tài nữ ký sự. Lão chồng mình bảo, học lái đi rồi sẽ tặng xe. Cố mấy năm mới lấy được cái bằng. Đêm đầu tiên lấy xe về, lão dê già gạ vào xe đổi gió, hăng tiết vịt làm tới hai nháy. Gớm, nhọc quá rồi ngủ thiếp đi. Tí thì ngạt chết cả đôi. Hôm đầu tiên mang xe đến công ty, thằng cha đi bộ cứ đánh võng trước mũi xe. Đã cố tránh mà không được, làm óe phát, may chỉ què. Trước khi đi viện, nó còn mếu máo cố cãi. Em đi trên vỉa hè thì động gì đến chị, vớ vẩn. Tuần đầu tiên, mình đếm được 28 người chửi thẳng vào mặt. Tổ sư đi ngu như lợn, định giết người đấy à? Mình nghĩ họ thật quá đáng. Từ hồi có xe, tổng cộng đã có 4 anh toàn đẹp dai nằm dạp dưới chân mình. Hóa ra, hạ dai đẹp không khó, chỉ cần mở cửa bất ngờ, các anh cứ hự lên một phát, rồi mãi mới tỉnh. Đợt vừa rồi, có anh cảnh sát giao thông tuyết còi mình, láng tráng thế nào mà mình ăn ngay ngón chân cái của anh. Nó tím như quả mận vậy, may mà không bị truy tố tội chống người thi hành công vụ. Tuần trước, mình gọi cho chồng rồi bảo, bộ chế hòa khí của xe có nước vào anh ạ. Lão chồng còn cười khẩy, bảo em có biết bộ chế nằm ở đâu mà bào nước vào? Khinh vợ quá thể, xe nằm dưới ao thì kiểu gì mà nước chả vào chế? Ngại quá khen. Đêm khuya, tên trộm đột nhập vào một nhà nọ. Hắn lập tức bị bà chủ cho một gậy vào đầu, mạnh đến nỗi hắn lăn ra bất tỉnh. Khi khóa tay hắn,
Viên cảnh sát trầm trồ, cú đập hoàn hảo, bà quả là một người dũng cảm. Ngài quá khen, tôi cứ tưởng là lão chồng tôi đi nhậu về, chứ nếu biết hắn là tên trộm thì tôi đã sợ chết ngất rồi. Tái nghiện. Sau một cơn say rượu tơi bời, sáng hôm sau, anh chồng dọn dẹp tất cả những thứ gì trong nhà có liên quan đến bia, rượu, đều đem đi bỏ hết. Thấy thế, chị vợ ngạc nhiên hỏi, sao anh lại bỏ đi hết vậy? Tôi thề, từ nay tôi sẽ bỏ bia và rượu, không bao giờ uống nữa. Chị vợ nhìn chồng cười rồi nói, anh thì làm sao mà bỏ được cơ chứ? Cô khinh thường tôi đấy Phóng, bia rượu thì có gì mà không bỏ được chứ? Không phải là tôi khinh ông đâu, nhưng ông nhìn lại mình đi. 3 tuổi, ông đã bỏ bú, vậy mà mấy chục năm sau, ông lại tái nghiện. Thì làm sao mà ông có thể bỏ được bia với rượu kia chứ? Thấy cu cứng thì về. Ở một làng nọ, có 2 vợ chồng nhà kia, có con trai học trên thành phố, cũng như bao chàng trai khác. Học xong, anh may mắn được tuyển vào một công ty có tiếng trên thành phố. Cậu yêu và lấy một cô gái trên thành phố. Thành ra, cậu ở trên đó luôn, cũng vì công việc và vợ con. Vợ cậu sinh con trai đầu lòng, mừng lắm. Cậu bèn gọi điện về cho ông bà nội báo tin mừng và nhờ bà nội lên giúp vợ chồng cậu trông em bé. 2 ông bà nội mừng quính, gọi là ông bà nội, chứ thực ra là họ vẫn trẻ lắm, mới ngoài 40 một chút thôi. Vì ở quê hay lấy vợ lấy chồng sớm. Vì bà cụ mẹ chồng lại ốm, phải có người ở nhà chăm sóc. Bây giờ con trai lại gọi điện về, báo vợ nó đẻ cháu trai, cháu đích tôn của ông bà. Không lên sao được, bà nghĩ ngợi một hồi rồi bảo ông chồng, thôi, thầy nó đi lên trông cháu đích tôn cho vợ chồng thằng cả nhé, tôi còn phải trông bu ốm ở nhà. Cứ khi nào thấy cu cưng cứng rồi về nhá. 1 tuần sau, thấy ông chồng đã xách khăn gói trở về, bà lạ lắm liền hỏi, ơ, sao ông lại về sớm thế, không trông con cho chúng nó nữa à? Ông thủng thẳng đáp, ơ, thế chả phải bà bảo tôi thấy cu cứng thì về sao? Thật thà. 2 vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên có một cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại, đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát lại gần rồi nói, đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không? Ông chồng cãi, đâu có đâu. Rõ ràng là tôi chạy đúng 60 km/h mà. Cô vợ ngồi sát bên liền chêm vào, anh rõ ràng là lái 80 km/h mà. Viên cảnh sát, hả? 80 km/h sao? Vậy thì phạt anh vì lái xe quá nhanh. Anh chồng tức đỏ mặt nhưng cũng ráng nhịn. Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng, đèn trước bên phải bị vỡ, chắc khá lâu chưa sửa nhỉ? Thưa không đâu, hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to, văng lên rồi làm vỡ đấy mà. Cô vợ lại nối lời, không phải đâu, đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài, anh ấy không chịu thay bóng đấy. Tay cảnh sát ghi biên bản, thêm 1 tội nữa. Anh chồng tức quá, liền mắng át vợ, cô làm ơn, cầm cái miệng giùm tôi 1 vài phút có được không hả? Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ, ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm hay sao? Cô vợ tìm cách bênh chồng, dạ, đâu có ạ, chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à, chứ bình thường anh ấy hiền và dễ thương lắm ạ. Tay cảnh sát phạt anh chàng thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.
sáng sớm, mới bảnh mắt, lão đã sang nhà tôi. Nom bộ dạng lão, tôi biết ngay, lão có chuyện gì muốn nói. Tôi pha ấm trà, rót một ly, đưa qua mời lão. Lão run run đón ly trà nóng, hắng giọng: Ông giáo ạ, xưa nay tôi vẫn coi ông giáo là người học rộng biết nhiều, thân thích gần gũi như người thân trong nhà. Nay tôi có chuyện này, muốn thưa để ông chỉ giáo. Tôi hớp một hụm trà, nhỏ nhẹ bảo: Xin ông cứ nói, tôi vẫn đang nghe đây. Lão rung rung ngắc ngứ: Là tôi yêu rồi, ông giáo ạ. Suýt nữa thì tôi bật ra tiếng thốt: Trời đất, ông đã ngoài 70 rồi, hòm hem như ông, súng đạn teo tóp hết cả rồi, thì còn cơm cháo gì được nữa mà yêu với chả đương. Nhưng may mà kìm lại được, tôi hạ giọng: Thưa ông, như vậy cũng tốt mà. Ở tuổi tác nào thì con người ta cũng cần có một người để yêu thương. Phần hồn thôi cũng được, đâu nhất thiết là phải thể chất chứ. Vâng, ông giáo ạ, nhưng đằng này nó lại là khía cạnh khác cơ, chiếc răng ý. Thấy tôi không hiểu, lão lại tiếp: Là như thế này, ông giáo ạ, tôi yêu bà ấy kém tôi 2 tuổi. Tối hôm qua, bà ấy sang tôi, chúng tôi hôn nhau thắm thiết. Khi bà ấy ra về, tôi thấy miệng mình cứ khang khác ý. Thấy tôi đuỗn mặt ra nghe, lão lại tiếp: Đầu tiên, tôi cứ tưởng sau 30 năm nhà tôi mất, tôi mới hôn lại, cái cảm giác nó thế. Nhưng đến lúc tháo răng giả ra chùi rửa thì tôi mới biết mình bị lộn cái răng giả của bà ấy. Lẽ ra thì tôi không thưa với ông làm gì, nhưng vì cái răng của tôi là răng sứ tận những 2 triệu lận, còn cái răng giả của bà ấy là răng xương có vài chục nghìn thôi à. Ông giáo bảo tôi phải làm sao? Tôi cười: Thôi ông ạ, tình yêu là cho đi và nhận lại mà ông. Không nên tính toán quá về vật chất, miễn bà ấy thương ông là được mà. Biết đâu tối mai bà ấy lại ý nhị tặng ông một cái răng khác bằng vàng thì sao? Sáng hôm sau, lão hồ hởi sang nhà tôi rõ sớm. Lão bô bô từ cổng: Ông giáo đúng là thánh thật, quả không uổng lòng chúng tôi ái mộ. Hôm qua, bà lão ấy lại sang tôi, rồi chúng tôi lại hôn nhau. Trong lúc cao hứng, chúng tôi lại lộn răng giả của nhau. Bà ấy về rồi, tôi gỡ ra xem, thì ra là cái răng vàng thật, ông giáo ạ. À, ông giáo tiền lượng thánh thật đấy. Lão run run gỡ cái răng, gài túi áo lôi ra cái bọc ni lông gói chiếc răng. Tôi không dám dùng ông giáo ạ, sợ nhai qua nhai lại nó mòn mất. Vàng thì thời nào cũng quý, phải không ông giáo? Tôi đỡ gói răng giả từ tay lão, bụng nghĩ phải qua thử lửa thì mới biết nó thật hay giả. Tôi vờ đem ấm xuống bếp châm nước, nhanh tay cặp chiếc răng vàng hơ lên ngọn lửa bếp ga. Tức thì chiếc răng xỉn sang màu chì, mùi đồng cháy tanh tanh cộng với mùi khen khét của những vụn thịt còn sót trong kẽ răng khiến tôi suýt hắt xì hơi. Tôi định bụng sẽ nói cho lão biết, xong lại nghĩ thôi, cứ để cho lão vui với cái kỳ vật quý báu thiêng liêng của lão. Tôi vội nhúng chiếc răng cháy xỉn vào lọ sơn nhũ màu vàng hơ khô rồi gói lại trả cho lão. Con người ta, ai cũng cần có một chút gì hy vọng để sống, đặc biệt là tình yêu. Cuộc sống có những thứ mà ai chưa qua, chưa phải là đời. Biết đâu, đến một lúc nào đấy, khi bước vào tuổi 70, ta cũng rất cần một mối tình và một kỷ vật nửa bi, nửa hài như lão để vui. Kén rể. Thấy ông chồng thi kén rể cho con gái đã lâu mà không chọn được ai cả, bà vợ sốt ruột nói: Ông kén rể cái kiểu gì mà ai tới rồi cũng ra đi, không khéo con mình ở giá mất đi ông ạ. Ông chồng trả lời: Con rể của tôi là phải văn chương tột trúng,
thông minh ngất trời, một bụng chữ nghĩa. Chớ bình thường là tôi không có chịu đâu. Một bữa, có anh chàng quần áo đơn giản, điệu bộ chân chất, đến thi kén rể. Ông chồng ngó anh ta rồi chỉ lên đầu, anh ta liền chỉ xuống chân. Ông chồng vỗ hai vai, anh ta liền vỗ vào bụng. Ông chồng đưa hai ngón tay, thì anh ta đưa ra năm ngón. Ông chồng chỉ tay về hướng vợ, anh ta liền cua tay tứ tung. Tới đây thì ông chồng mặt mày hớn hở, quay qua bà vợ rồi nói: thằng này là dì quý nhà mình, ngày mai tổ chức đám cưới. Lấy nhau xong, bà mẹ vợ thấy thằng con rể chẳng có vẻ gì là văn chương chữ nghĩa cả. Một hôm, bà mới nói với ông chồng: ông thì kén rể làm sao, nói cho tôi hiểu với. Ông chồng nói: khi tôi chỉ lên đầu, ý của tôi là làm trai thì đầu đội trời, thì nó liền chỉ xuống chân, ý nói chân đạp đất. Tôi vỗ hai vai, ý của tôi là hai vai gánh vác sơn hà. Nó vỗ vào bụng, ý là trong bụng một túi kinh luân. Tôi đưa hai ngón tay, ý là trai thời trung hiếu làm đầu, thì nó đưa ra năm ngón tay, ý nói là con đây có sẵn ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín đã lâu. Tôi chỉ tay về hướng Đồng Nai, ý của tôi là làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng. Thì nó chỉ bốn phương tám hướng, ý nó là chí làm trai Nam Bắc Đông Tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn biển. Đó, bà thấy nó giỏi chưa? Một hôm, bà vợ lén kêu cậu con rể ra hỏi, rồi hỏi: lúc trước tía con thì cán rể làm sao? Nó trả lời: dễ ợt má ơi. Tía hỏi: con bán nón hả? Con trả lời là con bán dép. Tía lại hỏi: dép lấy đâu ra, trên vai hả? Con trả lời: lấy ra bụng làm đi êm hơn. Tía trả giá con 2 đồng, con đòi bán 5 đồng. Tía hỏi: con có sạp bán dép ở chợ hả? Con nói: con đi bán dạo thôi. Không thể thiếu, vợ nằm báo chồng: mai em và con về ngoại 3 ngày. Nhìn vẻ mặt hớn hở của chồng, vợ tức lắm, liền lảo bảo: anh chí được cái mong em đi thôi. Chồng vội chống chế: đàn ông ai mà chả thế chứ. Vợ bảo: ôi xì, đàn ông khi vắng cái đó của phụ nữ, chỉ một ngày là buồn, là nhớ ngay. Anh biết rồi, chấp gì mấy ông bác sĩ phụ sản khoa ấy. Tưởng vậy, chứ mấy ông ấy cũng mong vợ đi vắng lắm đấy. Thấy khỏe nhiều, nhờ vợ ít nói. Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi: anh thấy chồng người thế nào? Nghe vậy, người chồng hổn hển đáp: mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật. Uống của quỷ. Ivan nói với Igor rằng: này Igor, tao mới phát hiện ra nước trà là thức uống dành cho quỷ còn nguy hiểm hơn vodka. Sao lại thế chứ? Thì tao mới phát hiện ra thôi. Hôm qua, tao và thằng Anton nhậu cùng nhau đến hết 14 chai vodka. 3 giờ sáng, khi tao về tới nhà, thì thấy vợ đang uống trà ở phòng khách. Mày phải thấy mụ ấy lúc đó bạo lực và đáng sợ tới mức nào. Trong khi tao chỉ dám im lặng quỳ xuống, đầu gằm mắt nhắm, nghe mụ mắng xối xả tới 9 giờ tối luôn. Nghe tới đây, Igor gật gù công nhận: đúng thật, tốt nhất không nên để phụ nữ uống trà. Ivan và Natasha đang ở trong công viên. Chợt cô bé nói: Ivan, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò gia đình. Cậu sẽ là bố, còn tớ sẽ là mẹ. Chúng ta sẽ có em bé. Tớ muốn đặt tên nó là Lia Lia. Nói xong,
Natasha nhét một con thỏ nhồi bông vào trong chiếc áo khoác dày cộp của mình. Sau vài giây giả vờ, vừa đi vừa đau lưng, cô bé lấy con thỏ ra. Con của mẹ, cuối cùng con cũng chịu ra rồi à? Đứa con bé bỏng của mẹ. Người quan sát tất cả sự việc đó là Ivan, rõ ràng đang kinh ngạc tột cùng vì chưa kịp hiểu chuyện gì cả. Còn Natasha lúc này đang du con thỏ trong vòng tay, bỗng quay ngoắt lại với vẻ mặt lạnh băng và nhìn Ivan chằm chằm giận dữ. Còn đứng đấy làm gì nữa? Đi kiếm tiền mau lên! Nhuộm tóc để nấu ngon. Đôi vợ chồng trẻ đang ngắc ngứ ăn bữa tối. Chợt người chồng này ra ý tưởng. Sao em không nhuộm tóc màu vàng đi nhỉ? Anh thích thế ư? Không hẳn, nhưng anh nghe nói đàn bà tóc vàng nấu ăn ngon lắm.